Xin chào các bạn, hôm nay chỗ UBS nó deliver cho mình nha. Cái này cái connection. Giờ mình ra mình chuẩn bị mình nhận nha. Đây các bạn thấy chiếc xe bự không? Đây, xe bự lắm nha các bạn. Đây. Chiếc xe này rất là bự nha. Đây mình đi ra ngoài nè. Rồi mình đợi. Đợi người ta đi live rồi. Hello, yeah. I got drink for you. Oh. For your tip. Oh, $10 for your tip. Yeah. Okay. Do YouTube. I just record how you guys deliver. Oh yeah. Yeah. Okay. That's okay. No problem. Yeah. Okay. Let me record it. Yeah, các bạn thấy không? Người ta đi thấy người ta deliver không? How? See how professional. Đó. Đây người ta deliver. Đó. Người ta chở tới nha các bạn. Đó. Lớn lắm. À, bữa nay thường mình order 5.000 cái connection nhưng mà bữa nay chỉ được 1.400. Tại bây giờ virus corona nhân viên nghỉ hết rồi. Đó. Đây. À, giờ mình đi ra mình xem nha. Yeah. Anh đi đợi anh chút xíu, anh đi nhận cái deliver, anh tới đưa đồ cho vợ ăn. Ok, đợi chút đi. Ok. Rồi nó đang đem xuống. Ok, bye. Ok. Busy day. Good. Ok. Just right there. Good. Yeah. Thank you, sir. Yeah, right here. Good. Yeah. That's it. Good. Yeah. Thank you. All right. There it is. Do I need to sign anything? Yes, sir. Yes. 13 bucks? Should be 13 bucks. Yeah. Okay. Print sign here. Yes, sir. Pin. Thank you so much. Koi fish and koi fish products. Yeah, we sell. Yeah, we sell our koi. Oh, okay. Yeah. What is your channel? This one. I have a business call here. Yeah. Online, I say a customer how to build a pond. UV. Oh, yeah, really? Yeah, the awesome. Filters. Yeah. Nice. Thank you, sir. I'll be thank you. Out. All right. Thank you. All right. Thank you, sir. Ok, thời giờ bữa nay là người ta mới deliver cho các bạn ở đây khoảng chừng 1.040 cái connection ha. Đó, các bạn thấy không? Đây. Đó. Rồi chút xíu mình chia sẻ cho các bạn coi ở trong đó cái gì nha. Chút xíu mình tháo ra nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ mở ra chia sẻ cho các bạn coi trong đây có cái gì ha. Ở trong đây là khoảng, ở trong đây là hình như kiện nhớ không có lầm thì là 1.040 cái connection. Tại bây giờ ai cũng nghỉ hết rồi. Tiền lay off lãnh còn nhiều hơn tiền đi làm nữa. Bây giờ ai cũng nghỉ hết rồi, không có ai muốn làm á. Bởi vậy nó nói nó chỉ có 1.040 cái thôi. Đó thường mình lấy là tới 5.000 cái. 5.000 cái hoặc 10.000 cái tùy theo thôi. Đó thì giờ mình mở ra cho mình chia sẻ với các bạn cho các bạn coi nha. Đây. Đó, đây connection là nó như thế này nè. Đây các bạn. Đó. Như thế này nha các bạn. Đây để mình chiếu xuống cho các bạn coi nha. Mình có mình nè. Đó. Đây. Đó các bạn thấy không? Đó như thế này nha. Đó. Thì connection là như thế này nè các bạn. Đó. Đây. Đó. Ha, ở đây rất là nhiều nha. Ở trong đây nhiều lắm.
ở đây nè, nhiều nhiều lắm các bạn nè, đầy hết ạ. Đây nè, à, nặng lắm. Here, right here. Đây các bạn thấy không, trong đây rất là nhiều nha. Đó thì tiện đây thì mình cũng xin trả lời hai cái email mình nhận cách ở đây là cũng khoảng chừng 3 tuần đó ha. Thì thường thường cái video kỳ trước rồi đó, video lúc mà mình làm hồ mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi, có thể là các bạn không có thời gian mà để coi video đó, thì bây giờ mình xin chỉ trả lời luôn ha. Cái email có hai bạn hỏi là lý do tại sao mình phải làm cái emergency valve. Thường thường là các bạn thấy trên cái thùng của mình không, ở đây á, cái nước là nước từ trên xuống đúng không? Đó, lúc mà nó ra thì ra chỗ này đúng không, nó ra đây xong rồi tới ra UV line đúng không. Thường thường cái UV line các bạn xin lưu ý nha, có nhiều người á, nước từ cái pump vô UV line sai, cái UV line là trừ khi mà nước nó lọc sạch rồi đó mới ra UV line nha các bạn thông cảm và nhớ dùng mình nha. Nước sọc, nước mà sạch clean cái phân cá xong rồi nó sạch á, mới qua UV line nha. UV line nhiệm vụ của nó chỉ là diệt rong thôi chứ không phải diệt phân cá nha các bạn. Mình có nhiều khách hàng làm như vậy là người ta về phải đổi lại đó. Thì thứ nhất là cái này, cái connection mình gắn ở trong đây, connection thường thường mình recommend khách hàng, thường thường khách hàng của mình làm đó thì vô nước vô 1.5 ra là phải 2 in hoặc hơn chứ không được nhỏ hơn nha, nhỏ quá thì nó không có kịp. Với lại một phần nữa lý do tại sao mình build cái này, các bạn có nhiều các bạn hỏi mà hai email các bạn hỏi ồ cái này ra rồi được một cái được rồi mà tại sao mình phải làm cái trên đây. Cái trên đây á, các bạn thấy cái trên đây nó rất là vô dụng, nhưng nếu một thời gian mà nhiều khi cái gì á, giống như nó cái lá cây hay cái tấm gì nó nghẹt vô cái thứ nhất mà không, các bạn không có cái thứ hai thì nước nó trào ra hết nha, nó sẽ trào ra hết nha các bạn. Thường thường á, nước nó chỉ ra cái thứ một, nhưng các bạn nhớ lại, nhưng nếu mà giống như lá cây hay cái bì gì nghẹt cái thứ như cái này thì nước sẽ trào ra. Nếu mà các bạn không có cái này á, nếu mà có cái này nó sẽ chảy xuống hồ, nếu không có là nó sẽ chảy tràn ra và nó hút hết nước trong hồ của các bạn nha. Cái này á, các bạn á, tiết kiệm như một cái này. Theo khách hàng của mình á, mình đa số là mình dùng hai cái này. Cái này á, mình chỉ bỏ thêm mấy đồng bạc, nhưng mà trong tương lai mình nhiều khi lỡ có nước tràn á, là cái này nó sẽ xếp cá mình nha. Nếu mà mình tiết cái này có mấy đồng bạc nhưng mà cá của mình chết, các bạn thấy không, bỏ biết bao nhiêu tiền đó. Thì các bạn xin lưu ý là bữa nay mình sẽ trả lời lý dụ mình lý do mình dùng hai cái này là mình bắt buộc khách hàng của mình, lúc mà mình build filter cho khách hàng bắt buộc phải dùng emergency, tạm thời thấy nó vô dụng nhưng mà lúc mà nước tràn không có emergency là cá nó sẽ chết hết nha các bạn. Thì mình của hôm nay mình cũng sẽ trả lời cho các bạn rồi đó nha. Thực sự cái filter hồi rồi mình cũng đã làm từ step chia sẻ các bạn, có thể là các bạn không có thời gian coi thì bây giờ email mình thì nhiều lúc email mình rảnh đó, mình trả lời liền. Có nhiều lúc mình không có thời gian thì thừa cơ hội này cái mình mới, nó mới ship vô 1040 cái connection thì bây giờ mình cũng trả lời cho các bạn. Thì mình xin dừng đề tài này ở đây. Mình cũng đây này, cái này là emergency nghe, bắt buộc các bạn phải có. Thì xin dừng đề tài ở đây. Xin cảm ơn ông bà cô bác anh chị và các em đã đồng hành cùng kênh YouTube Bước Chân Âm Thầm. Nếu có gì sơ sót xin mọi người rộng lượng tha thứ bỏ qua cho. Ngàn lời cảm tạ, tạm biệt và hẹn gặp lại các video kế tiếp. Bye bye, thank you everybody, thank you, bye bye, thank you for support. Cũng xin thông báo nè, nếu mà mấy cái anh thường mình hợp tác với mấy anh Bill Hồ đó, bữa hổm là mình hết out cái connection này rồi. Nếu mà anh coi YouTube mình á, thì anh cảm phiền tới đây mua connection nha. Mình sẽ give you a good deal, okay? Yeah. Xin lỗi tại hồi lâu mình run out tại connection này, nhiều người ta dùng lắm. Bây giờ run out nhưng bây giờ mình có 1000 mấy cái. Thì nếu anh coi cái này thì anh khách hàng, stop by, okay? If you see my YouTube channel, please stop by, give you a good deal. Sorry about that, all my customer last time you come here and we run out the connection. Please stop by, thank you, bye bye.